trật tự chính trị thối nát, sản sinh ra một hệ thống tòa án đốn mạc và những quan chức hèn hạ làm nhục quốc thể. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dục với tựa đề Nguyễn Phú Trọng qua mặt Tập Cận Bình sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam đều tường thuật một chi tiết trong phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh. Khi Thanh xưng cháu để ngỏ lời trực tiếp với Nguyễn Phú Trọng, Thanh nói trong nước mắt như các báo, các đài mô tả là: cháu muốn gửi lời xin lỗi tới bác Trọng, cháu rất mong bác tha thứ. Một câu nói đó đủ tố cáo cả hệ thống pháp luật trong chế độ Cộng sản là giả dối, bịp bợm. Chỉ trong một câu nói, Trịnh Xuân Thanh đã lột mặt nạ Đảng Cộng sản, gián tiếp tố cáo tòa án chỉ là cái bình phong tư pháp, các quan tòa chỉ là một đám bù nhìn do Nguyễn Phú Trọng giật dây. Những chi tiết trên chắc chắn sẽ được chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức chú ý. Tại sao nước Đức lại liên can tới một phiên tòa ở Việt Nam, xử một công dân Việt Nam? Bởi vì họ muốn chứng tỏ Đức là một quốc gia sống theo nền nếp văn minh. Nhưng chính Trịnh Xuân Thanh đã gỡ hết thế khó khăn cho nước Đức. Chỉ cần nói mấy câu lạy lục văn xin Nguyễn Phú Trọng, chỉ cần bỏ quên các quan tòa, Thanh coi cả cái tòa án kangaroo trước mặt mình như một bóng ma không đáng đếm xỉa, là Thanh đã cung cấp cho chính phủ Đức và tất cả những người đọc tin tức về vụ án một bằng chứng hiển nhiên là hệ thống tư pháp Việt Cộng hoàn toàn vô giá trị. Một điều lạ đối với người quan sát tỉnh táo là tại sao các quan tòa lại không ngăn Thanh lại, cấm Thanh không được nói lạc đề. Điều kỳ lạ hơn nữa là tại sao báo chí do Đảng Cộng sản kiểm soát và chỉ huy lại tung tất cả các chi tiết lên mà không biết rằng những lời Trịnh Xuân Thanh nói chỉ tố giác Nguyễn Phú Trọng là một tên độc tài chuyên chế không khác gì Stalin. Chỉ có một cách giải thích là chính Nguyễn Phú Trọng muốn như vậy. Đinh La Thăng cũng cư xử giống hệt Trịnh Xuân Thanh. Trước tòa án, tên cựu ủy viên Bộ Chính trị này đã cất lời ca ngợi tên Đao Phủ có thể cắt đầu mình. Thăng và Thanh không người nào tỏ ý ăn năn xin lỗi hơn 90 triệu người dân Việt Nam về tội đã làm công quỹ thất thoát. Không người nào yêu cầu tòa án xét xử công bằng và khoan dung. Cả hai dường như đều không đếm xỉa gì tới hệ thống tư pháp, chỉ hướng về con người thực sự nắm vận mạng mình trong tay, đó là Nguyễn Phú Trọng. Ông Tổng Bí Thư đang là người sung sướng nhất nước Việt Nam khi có cơ hội làm nhục Thăng và Thanh trước bàn dân thiên hạ. Về mặt này, Trọng đã qua mặt cả Tập Cận Bình. Trong các phiên tòa ở bên Tàu gần đây, các bị cáo như tướng Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Nghiệp, hoặc lớn hơn như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, không một người nào khóc lóc van xin. Không ai khẩn cầu Tập Cận Bình tha thứ cho mình, thương hại vợ con, cha già, con dại của mình, như hai ông Thăng và Thanh đã trổ cái tài trình diễn. Trong lịch sử các phiên tòa Cộng sản trên thế giới, chỉ có Stalin được hưởng thú vui xa xỉ đó. Cảnh tượng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh van xin lạy lục còn chứa đựng một tác dụng khác. Các bị cáo này có thể đã được mớm lời khuyên hãy cúi đầu xuống càng thấp càng tốt, chịu nhục chịu tiếng hèn với hy vọng được xử nhẹ. Chính cha mẹ, vợ con họ có thể đóng vai truyền đạt ý tưởng đó, nhét vào đầu các bị can. Nguyễn Phú Trọng muốn như vậy, vừa để thỏa mãn ham muốn trả thù, vừa dùng hình ảnh đó chứng tỏ uy quyền tuyệt đối của mình. Trọng muốn đe dọa các tay khác trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng rằng, hãy coi gương Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh nhé, có ai muốn diễn những tấn tuồng này hay không? Trong cơn khoan khoái, hỉ hả khi làm nhục được Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, đồng thời gián tiếp tác vào mặt Nguyễn Tấn Dũng, mà ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã quên một hậu quả của tấn tuồng tòa án này ở Hà Nội, là nó đã chứng tỏ nước Việt Nam đang sống dưới một chế độ độc tài chuyên chế, không khác gì nước Nga dưới thời Stalin. Nhưng đầu óc của ông Nguyễn Phú Trọng không đủ chỗ chứa một mối quan tâm như vậy đâu.
Nguyễn Phú Trọng không hề cảm thấy ngượng ngùng khi các cán bộ cao cấp nhất của đảng ông biểu diễn bộ mặt đê hèn, ti tiện, ích kỷ. Đó chính là do cái công ơn giáo dục của đảng Cộng sản trong 70 năm qua. Những đảng viên còn có lương tâm không luồn lọt, không đê hèn, không ti tiện, không ích kỷ thì không thể nào leo lên được tới điều gì cao trong đảng. Dân chúng Việt Nam đang có một cơ hội so sánh. Người ta thấy những nhà tranh đấu dân chủ tự do khi phải ra trước tòa có thái độ khác hẳn với các cán bộ cao cấp Cộng sản. Những luật sư Nguyễn Văn Đài, Điếu Cày, Người Buôn Gió, vân vân, và gần đây là mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi Trần Thị Nga, người nào cũng ngẩng cao đầu khi đứng trước tòa án. Họ viện dẫn các luật lệ, đưa ra các chứng cớ, biện luận phải trái để dạy cho các quan tòa Cộng sản các thủ tục pháp lý văn minh phải như thế nào. Khi đồng bào đọc những lời họ nói, có thể nhận được một bài học về công lý, về những quyền bất khả xâm phạm của mọi công dân trong một xã hội bình thường. Nhưng chế độ Cộng sản không cho xã hội nào được sống bình thường. Người dân Việt ngày càng thấy rõ, dân ta sẽ đòi thay đổi để được sống như loài người văn minh, tiến bộ. Từ trước đến giờ, chuyện các quan chức chính khách Cộng sản Việt Nam cứ mở miệng ra phát biểu là lại khiến cho dân chúng phải chửi vì sự dốt nát, quan liêu, thiếu thực tế, bởi chúng cứ nói lấy được, bất cần hay tin, vân vân. Điều đó không có gì lạ, nhưng dạo gần đây, cái căn bệnh tự sướng hay mơ giữa ban ngày của các quan lại Cộng sản càng có vẻ tăng lên. Hết ông Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc mơ Hà Nội đẹp như Paris, Sài Gòn phải là hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông, chứ không phải là hòn ngọc Biển Đông nhé. Còn Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất thì muốn xây dựng quận này thành một Singapore thu nhỏ trong lòng Sài Gòn. Rồi bây giờ, Tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lại mơ, nguyên văn là xây dựng cái thành phố Hồ Chí Minh thành không gian khởi nghiệp như thung lũng Silicon bên Mỹ. Không biết các quan chức chính khách Cộng sản Việt Nam khi mà hồn nhiên phát biểu như vậy có biết rằng các câu nói của các ông ngay lập tức được lan truyền trên Facebook và trên các trang blog của nhiều người để dân chúng cười cợt vì sự khôi hài đen của nó không? Không biết là do các quan lại Cộng sản Việt Nam thiếu thực tế, hoang tưởng, hay vì chúng biết tình trạng đất nước bệt bạc quá nên quay lưng trốn tránh sự thật bằng những giấc mơ, bởi mơ không mất tiền mà, dại gì không mơ. Nhưng người dân khi nghe những ước mơ của các ông thì chỉ thấy vừa hài hước vừa đắng nghét trong lòng. Chính đảng Cộng sản Việt Nam đã lôi kéo cả dân tộc này vào hai cuộc chiến tranh đánh Pháp đuổi Mỹ kéo dài hàng chục năm với cái giá phải trả quá đắt, để rồi bây giờ lại mơ trở thành phiên bản của các nước mà ngày xưa các ông từng đánh đuổi nói riêng và các nước tư bản nói chung. Các ông lại còn thoá mạ hết lời. Các ông từng gọi đó là các nước tư bản dậy chết, rằng hệ thống các nước tư bản sẽ sụp đổ một ngày không xa. Còn cái chủ nghĩa xã hội, cái chủ nghĩa Cộng sản mới là tinh hoa, là tương lai của nhân loại. Bây giờ, các ông thấy rõ hệ thống nào tự sụp đổ không kèn, không trống, trong khi vài ba nước còn lại thì cũng dần dần tự chuyển biến, thay ruột chỉ còn cái vỏ. Chỉ chua xót cho cái giá mà dân tộc này, đất nước này đã và vẫn đang phải trả vì sự mê muội đó. Nhưng mặt khác, cũng có ý kiến ngược lại rằng, người dân phải nên mừng vì các quan chức Cộng sản khi so sánh, ao ước những mô hình cho Việt Nam, đã toàn chọn những thành phố, quốc gia đi theo mô hình tư bản tự do dân chủ, trong khi các thế hệ lãnh đạo thời trước, cái gì cũng Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa là nhất, như câu thơ của Việt Phương trước kia, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ. Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ. Rồi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cũ sụp đổ. Rồi Việt Nam mở cửa để những thông tin hàng hóa từ bên ngoài tràn vào. Dù Cộng sản Việt Nam vẫn luôn khẳng định đảng ta kiên quyết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, dù không biết đến hết thế kỷ này đã có hay chưa như lời ông Tổng Bí Trọng,
dù vẫn nhất nhất rập khuôn theo mô hình hệ thống chính trị của Trung Cộng, nhưng khi xài hàng hóa thì quan chức Cộng sản Việt Nam vẫn chuộng hàng Mỹ, hàng Nhật hơn hàng Tàu. Khi Đào ốm phải đi chữa bệnh thì chạy sang Singapore, sang Mỹ. Khi cho con du học hay mua nhà, làm ăn thì đều chọn các nước Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada. Và bây giờ, khi ao ước Sài Gòn, Hà Nội trở thành cái gì thì đó lại là Singapore, là Paris, chứ không phải là Bắc Kinh hay Thượng Hải. Như vậy là chúng đã tự chuyển biến, hay nói theo ngôn ngữ của chính Cộng sản Việt Nam là diễn biến hòa bình từ lâu rồi, và đó là xu thế chung không thể cưỡng lại. Chúng chỉ còn cố giữ lại cái hệ thống độc đảng độc tài này để tiếp tục đè đầu, cởi cổ nhân dân, tiếp tục dơ biết mà thôi. Thế là phải mừng cho sự tự chuyển biến ấy chứ. Chứ nếu lại vẫn mơ Sài Gòn Hà Nội thành Moscow, hoặc hai nhà nước Việt Trung với mô hình hệ thống giống y nhau, tình cảm hai đảng nồng nàn gắn bó nhau, rồi mơ Sài Gòn Hà Nội được như Bắc Kinh Thượng Hải, và Việt Nam được trở thành một nước tự trị của Trung Hoa, thì còn khốn nạn biết là bao. Vẫn biết rằng mơ không bị đánh thuế, nhưng nếu chỉ ngồi đó hô hào khẩu hiệu suông thì chỉ là một hình thức thủ dâm tinh thần, vừa ru ngủ chính mình và ru ngủ đồng bào mà thôi. Với hầu hết người Sài Gòn, Hà Nội bây giờ chỉ ao ước làm sao để thành phố bớt ngập lụt, phố không trở thành sông vào mùa mưa, mơ làm sao bớt nặng kẹt xe, bớt ô nhiễm, bớt thực phẩm độc hại tràn lan, bớt nặng cướp giật hoành hành, vân vân, đã là hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng, đã qua mấy đời bí thư Sài Gòn, Hà Nội vẫn không làm được những điều căn bản này thì mơ chi cho xa. Muốn Sài Gòn thành Singapore, Hà Nội thành Paris, Việt Nam thành Thái Lan hay Nam Hàn thì điều kiện trước hết là Đảng Cộng sản phải bị giải thể hoặc tự giải tán. Việt Nam phải thay đổi mô hình thể chế chính trị thành một nước tự do, dân chủ, đa đảng, pháp trị như các nước tiến bộ khác trên thế giới thì những ước mơ đó mới có cơ hội thành hiện thực. Chứ Đảng Cộng sản các ông mà còn nắm quyền thì chỉ thêm 5 năm nữa thôi, Việt Nam còn thua cả Campuchia. Thành tích phá hoại của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam như thế nào trong suốt bao nhiêu năm qua, chúng ta đã quá rõ.